Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, bà Harris đang mất dần ưu thế trước ông Trump khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra. Kết quả của nhiều cuộc thăm dò đã cho thấy. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo ba cuộc thăm dò được công bố vào ngày 13 tháng 10, khoảng cách dẫn trước của bà Harris so với ông Trump đã thu hẹp hoặc mất hoàn toàn khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang gần đến trọng cuối cùng trong cuộc thăm dò mới nhất của NBC News, hai ứng cử viên của đảng dân chủ và đảng cộng hòa hòa nhau trên toàn quốc ở mức 48% trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Đây là một sự thay đổi so với mức dẫn trước 5 điểm phần trăm của bà Harris trong một cuộc khảo sát tương tự vào tháng 9. Đối với cuộc khảo sát mới nhất của ABC News, Ipsos, bà Harris dẫn trước ông Trump ở mức 50% so với 48% trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Đảng dân chủ dẫn trước 5,2% so với 4,6% trong một cuộc thăm dò cùng loại vào tháng 9. Cuộc thăm dò mới nhất của CBS News, Jill Group, cho thấy bà Harris vẫn đứng trước 51% so với 48% trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, so với lợi thế 4 điểm phần trăm vào tháng 9. Theo những số liệu mới nhất, bà Harris dẫn trước 1,4% trong tổng số các cuộc thăm dò lớn của Reclin Poll, giảm từ 2,2% vào ngày 12 tháng 10. Kết quả diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân Chủ lo ngại rằng bà Harris không củng cố được sự ủng hộ của cử tri gốc Tây Ban Nha và cử tri Mỹ gốc Phi, hai trong số nhóm cử tri quan trọng của đảng này. Trong khi bà Harris đang dẫn đầu trong nhóm cử tri thuộc mọi trung tộc, bà đã phải vật lộn để khơi dậy sự nhiệt tình của nam giới, bao gồm cả người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha. Những người này càng nghiêng về ông Trump trong những năm gần đây. Trong các cuộc thăm dò của tờ The New York Times, Siena College được công bố vào ngày 12 tháng 9 và 13 tháng 9. Bà Harris đã thu hút được sự ủng hộ của 78% cử tri da màu và 56% cử tri gốc Tây Ban Nha. Thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ mà các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ giành được trong các cuộc bầu cử vào năm 2020 và 2016. Vào ngày 10 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trách những người đàn ông da màu vì không thể hiện sự nhiệt tình đối với ứng viên Harris như ông đã nhận được trong các chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2008-2012. Các bạn đưa ra đủ lý do và lời bào chữa, tôi không đồng tình với điều đó. Ông Obama phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, một trong bảy bang chiến trường quan trọng, dự kiến sẽ quyết định đến kết quả cuộc bầu cử. Bà Harris và ông Trump hôm 13 tháng 10 tiếp tục tập trung chiến dịch của họ vào các bang chiến trường, lần lượt tổ chức ở các sự kiện Hai bang North Carolina và Arizona, tại một cuộc vận động tranh cử ở Greenville, bang North Carolina, bà Harris đã nhắm vào ông Trump vì đã phát tán thông tin sai lệch về phản ứng của chính phủ Mỹ đối với các cơn bão gần đây. Trong khi đó, ông Trump trong một cuộc phỏng vấn ở Prescott Valley, bang Arizona, cam kết bổ sung thêm 10.000 nhân viên an ninh biên giới. Ông Trump nói, "Sau khi tôi thắng cử, tôi sẽ yêu cầu quốc hội Mỹ ngay lập tức phê duyệt mức tăng lương 10% họ đã không tăng lương trong một thời gian dài cho tất cả các nhân viên cũng như khoản tiền thưởng giữ chân và ký hợp đồng là 10.000 đô la Mỹ cho mỗi người chúng ta sẽ giữ chân họ thưa quý vị chia sẻ trên mạng xã hội trusoso hôm 14 tháng 10 ông Trump cho rằng điều rất quan trọng là bà Kamala Harris cần phải vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn về nhận thức Ông Donald Trump nói với Phó Tổng thống Kamala Harris chậm chạp và thiếu năng lượng, đồng thời yêu cầu bà làm bài kiểm tra nhận thức. Ông Trump cho rằng những hành động của bà ấy khiến nhiều người tin rằng bà ấy có thể có điều gì đó rất không ổn. Bà ấy chậm chạp và lờ đờ khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Chúng ta vừa trải qua gần 4 năm như thế, chúng ta không nên lặp lại điều đó. CBS News đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với bà Harris, nội dung đã được biên tập rất nhiều, mà trong đó những câu trả lời dài dòng và lan man của Phó tổng thống Mỹ từng xuất hiện trong bản xem trước đã bị cắt và thay thế bằng những câu trả lời hoàn toàn khác khi được phát sóng chính thức. Ông Trump đã rất tức giận với CBS và cho rằng kênh truyền hình này nên bị đóng cửa cũng như bán cho người trả giá cao nhất. Những lời công kích mới nhất của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa nhắm vào bà Harris được đưa ra sau khi ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ đặt câu hỏi về thể chất và tinh thần của ông Trump, sau khi cho biết các bác sĩ mô tả sức khỏe là tuyệt vời, bà Harris đã kêu gọi ông Trump đi kiểm tra sức khỏe, bà cho rằng nếu ông Trump không làm như vậy, chứng tỏ ông không muốn người dân Mỹ thấy những gì ông đang làm và liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành tổng thống Mỹ hay không. Ở tuổi 78, ông Trump hơn bà Harris 19 tuổi, ông hiện là ứng viên tổng thống lớn tuổi nhất do một đảng lớn trong lịch sử nước Mỹ đề cử. Ông Trump cũng từng công bố một lá thư từ bác sĩ riêng vào tháng 11 năm 2023 nêu rõ sức khỏe tổng thể của ông là rất tuyệt vời và các bài kiểm tra nhận thức của ông là hiếm có. Ông Trump đã liên tục chỉ trích tổng thống Joe Biden về sức khỏe tinh thần và thể chất cho đến tháng 7, thời điểm ông Biden tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử và đề cử bà Harris thay thế. Thưa quý vị, bà Harris công bố báo cáo cho thấy bà đủ sức khỏe để làm tổng thống, đồng thời hối thúc ông Trump, người đã 78 tuổi, làm điều tương tự. Bà Harris công bố báo cáo sức khỏe, hối thúc ông Trump làm điều tương tự. Trong ngày 12 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố kết quả kiểm tra y tế gần nhất, khẳng định bà hoàn toàn đủ sức khỏe để làm tổng thống. Báo cáo cho biết bà Harris không có vấn đề gì đáng ngại về sức khỏe, chỉ bị dị ứng theo mùa, đôi khi nổi mề đay và có đeo kính áp tròng. Phó Tổng thống không hút thuốc, thỉnh thoảng có uống rượu và vẫn duy trì được chế độ ăn uống lành mạnh. Bà Harris đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần để đảm đương các nhiệm vụ của Tổng thống Mỹ. Chiến dịch của bà Harris sau đó đã lên tiếng kêu gọi ứng viên Cộng hòa Donald Trump làm điều tương tự, đồng thời trích dẫn một số bài báo của New York Times đề cập đến việc ông Trump ít minh bạch về tình trạng sức khỏe. Ở chiều ngược lại, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã lên tiếng phản bác động thái của bà Harris. Ông Stephen Chung, giám đốc truyền thông của chiến dịch Trump nói, Mọi người đều biết ông Trump có đủ sức khỏe để làm tổng thống. Ông ấy đã duy trì một lịch trình vận động vô cùng bận rộn, thứ mà bà Harris không thể theo kịp. Các cuộc thăm dò cũng cho rằng ông Trump có sức bền tốt hơn bà Harris. Theo giới quan sát, phía bà Harris công bố kết quả kiểm tra sức khỏe nhằm khiến dư luận tập trung vào vấn đề tuổi tác của ông Trump. Người năm nay 78 tuổi. Tuy vậy, các cuộc khảo sát gần đây thể hiện rằng cử tri Mỹ không quá quan tâm đến độ tuổi của ông Trump, bởi cựu tổng thống vẫn cho thấy hình ảnh tràn đầy năng lượng mỗi lần xuất hiện công khai. Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang dẫn trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump với khoảng cách 3%, 46% so với 43%. Hiện cả hai ứng viên Harris và Trump vẫn đang bám đuổi quyết liệt để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Cuộc thăm dò kéo dài 4 ngày của Reuters, IPSOS cho thấy, ông Trump, người đã kém bà Harris 6 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò trước đó từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, là ứng cử viên được ưa chuộng trong một loạt vấn đề kinh tế. Cuộc thăm dò có biên độ sai số khoảng 3%, những người trả lời đánh giá nền kinh tế là vấn đề hàng đầu mà nước Mỹ đang phải đối mặt, khoảng 44% cho biết ông Trump có cách tiếp cận tốt hơn trong việc giải quyết chi phí sinh hoạt tăng cao so với 38% chọn bà Harris. Trong số nhiều vấn đề kinh tế mà vị Tổng thống tiếp theo nên giải quyết, khoảng 70% số người được hỏi cho biết chi phí sinh hoạt sẽ là vấn đề quan trọng nhất. Chỉ có một số ít người chọn thị trường việc làm, thuế hoặc giúp tôi khá hơn về mặt tài chính. Ông Trump cũng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn bà Harris ở mỗi chủ đề trên mặc dù cử tri cho rằng Harris là ứng cử viên tốt hơn để giải quyết khoảng cách giữa người Mỹ giàu có và người Mỹ trung bình với tỷ lệ 42% so với 35%. Hiện cả hai ứng viên Harris và Trump vẫn đang bám đuổi quyết liệt để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại